Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Biên tập viên thời sự Hoài Anh thu Hà toát mồ hôi với câu hỏi chính tả tiếng Việt. Những câu hỏi về chính tả và thử thách đọc liếu lưỡi khiến cho các biên tập viên nổi tiếng cũng phải toát mồ hôi, quả là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Các biên tập viên MC Hoài Anh, Thu Hà, Hoàng Dương, Tiến Anh, Đức Bảo, Huyền Trang Mù Tạt của VTV vừa tham gia thử thách đọc liếu lưỡi của chương trình Vua Tiếng Việt VTV3. Ngoài ra một số biên tập viên MC còn trả lời những câu hỏi về chính tả để trắc nghiệm mức độ am hiểu tiếng Việt. Các MC, biên tập viên được yêu cầu một thử thách khó nhằn là đọc nhanh nhiều câu nói có âm, vần phức tạp. Những câu nói này nếu không để ý sẽ rất bị nhầm lẫn khi đọc, thậm chí là líu lưỡi, đọc nhanh chắc chắn là dễ líu lưỡi. Vì vậy chúng tôi hay truyền tai nhau, nếu muốn đọc không bị vấp thì sẽ phải giảm tốc độ lại, biên tập viên Thu Hà tiết lộ. Biên tập viên Tiến Anh hào hứng chờ đón thử thách. Những câu nói thường xuyên tôi sẽ phải luyện tập trước khi vào trường quay dẫn bản tin để thử xem tốc độ đọc nhanh hơn thì có khác gì không. Tuy nhiên, đến câu thứ 6 là anh đã cảm thấy líu hết cả lưỡi. Một trong những thử thách mà chưa bao giờ Huyền Trang thấy tự tin cả, MC Huyền Trang mù tạt của cuộc hẹn cuối tuần nói, trời ơi, thử thách quá là khó tôi chắc chắn rằng là hai vài ở trình rất đỉnh cao phải có khả năng tiếng việt vi diệu thì sẽ trở thành vua tiếng việt huyền trang thốt lên sang đến thử thách trắc nghiệm về chính tả lựa chọn giữa hai từ dù từng rất tự tin vào vốn liếng chính tả của mình nhưng chính mc đức bảo cũng ngỡ ngàng vì trả lời sai kha khá các câu biên tập viên hoài anh cũng bối rối trước thử thách lần này điều này cho thấy những từ ngữ quen thuộc được dùng trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng không để ý và dùng chưa chính xác những câu hỏi này được đánh giá, vừa dễ vừa khó, nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn, nhiều người nhận xét, đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Phương Nhung ảnh cắt từ clip.